rương đó tây tiệt ná đài xa thiê rồi nạ chốn thuộc qua trúc trúc nìa tại cái đây đó trọng tại cái đây đó trọng cứ chìa phun lư rư chìa hoa tàng xong rắp bằng chìa phun dô bằng thán lư cô cùng nật na muối rư cả thà khám na muối đá chìa chạm bạch ở đá chìa ca chạm bạch tại cái đây đó trọng át chìa sụp hiệt sắc rư chìa biện sắp đáy rô bó đẹp rạch cả vây bị bốn tia sở nạo bị tú rư chìa biện sắp đáy rô bó tua óng khăn ông sạc đáy ạ xò xơ nà mùi ba bà thiên tay sẽ cái đáy chìa bà thiên tu tử kê bà sông sụp hiệt sắc rư chìa biện sắp đáy rô bó đẹp rạch tia sở nạo bị tú sắp khăn dương mốc bằng chìa trong cua bà thiên ạ xò xơ kê tay đo trọng xong bay rô bó nẹ nị bốn sọc đây rô bó tu ống mốc mà chạy chia hoa tàng sẽ cái đây đo trọng đại dương lựa dọc mốc đạc khăn ông tay thì cái đấy có bảy sọ xe đạc khăn ông khăn ông áp phân tà rạc áp phân tà rạc ta cùng đồng râu ai cắt bằng thoi biện nâng bắt này sẽ cái đây rô bó kỳ lại bồ cứ nẹ thơ vơ tay thì cái đấy trâu ở đây xa thì cái đây đo trọng đèn trọng ở nơi cung vùng đôi đào còn ta bà dương trăm bịa xong đây kê mình chắc bác dương ai thì đẹp xa túc cùng nất đám có bà tài trong nay ai bịa xong đây clear lắm ba dương ai cái phải cắt bằng thói tam chùm nồi chất dương bán cả đài có bằng tài không nông cả ở đây bà ní dương mình trâu xa xe bịa trọng đặt không ăn phong tạ đại lai đám bay kia viên cũng ai nè ăn đây đây nè cài dồn cho lòng nâng bịa xong đây đám bất đặc cọc nè đặc cọc